Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với TJ Family Cuộc Sống Úc. Thì hôm nay nhà mình bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 7 giờ tối rồi mọi người. Thì hôm nay nhà mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái khu phố ở cái vùng Burwood này mọi người. Thì đây cái vùng cái khu phố này được mệnh danh là cái khu phố tàu thứ hai ở thành phố Sydney này đó mọi người. Ở đây người ta có rất là nhiều những cái nhà hàng nè, quán ăn nè, những quán ăn đường phố bán những món ăn đường phố á mọi người. Có nhà hàng của tàu nè và có nhà hàng của người Việt mình nữa. Rồi nhà hàng Hàn Quốc. Rất là nhiều đồ ăn vặt ở trên cái khu phố này nha mọi người. Bây giờ nhà mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan khu phố này như thế nào nha. Say hi. Hello. Hello mọi người. Bây giờ nhà mình đang có mặt ở trên cái con đường chính này nha mọi người. Con đường chính này có tên là Burwood Road này. Bây giờ nhà mình sẽ đi một vòng từ đầu đường này tới cuối đường để coi thử trên cái phố này người ta có những cái quán ăn hay là có những cái nhà hàng gì ngon không mọi người, và có những cái gì hay ở cái khu phố này thì sẽ chia sẻ với mọi người nha. Đây mấy mẹ con đây. Để mình giờ mình đi một vòng đi, rồi tí nữa mình coi thử quán nào ngon là mình ghé vào mình mua mình ăn nhé. Mọi người thấy không, rất là đông người đó. Bữa nay rất là đông mà xe cộ ngoài đường cũng rất là đông xe này. Đó thì hai bên đường là những cái nhà hàng và những cái quán ăn. Đó, bên này bên kia là có một cái quán cà phê rất là đẹp này. Có đi dọc theo cái con đường chính này thì thấy nhà hàng nào cũng người ta cũng đứng xếp hàng chờ để chờ có chỗ để đi vào ăn đó mọi người. Tại cái giờ bây giờ là 7 giờ tối nên cũng là giờ ăn tối của người ta nên rất là đông. Đó, đây là nhà hàng tàu đông. Quá nhiều người luôn đứng xếp hàng đó mọi người. Đông người không? Buổi tối mà mọi người không cần phải ăn gì, đi ra đây đi dạo phố thấy người đi lại tấp nập nó cũng vui rồi đấy mọi người. Đây là những tiệm bán những cái đồ ăn đường phố mọi người. Ăn bánh này. Đoạn đường này cũng dài lắm, này chắc phải 2-3 cây số á. Hai bên là toàn là nhà hàng với quán ăn không. Ở đây có tiệm bán đồ nướng, đồ xiên đó mọi người.
Ôi khói quá. Tí nữa mình vào đây ăn hả nhỉ? Hả? Barbecue á? Trước mặt mình là ga xe lửa bơ gụt đó mọi người. Mọi người thấy xe lửa chạy không? Đó, bên kia đường là ga xe lửa bơ gụt. Ở đây còn thấy còn nhiều bán nhiều đồ ăn còn hơn trên Chinatown chính trên City nữa hả? Khách du lịch mà bây giờ ở Chinatown, ở trên City bây giờ thì không có khách du lịch nên cũng vắng lắm mọi người. Còn ở cái vùng bơ quật này là giống như dân địa phương á mọi người. Thì ở những cái vùng khác người ta tới đây để người ta ăn uống nên ở đây đông vui. Nhà cửa ở vùng bơ quật này thì cũng khá là đắt đó mọi người. Giá nhà trung bình ở cái vùng này phải là 1 triệu đô la trở lên đấy. Một cái nhà hàng tàu nữa nè. Nguyên một con đường bán đầy đủ đồ ăn luôn mọi người. Đây thêm một tiệm trà sữa nè, gong trà này. Mới đi được một bên của cái con đường này thôi mà đã khát nước rồi nè. Vào mẹ Trang với Trai Đần ở trong kia đang chờ để lấy nước ở cái tiệm gong trà này mọi người. Nhi order nước gì rồi Nhi? Green tea hả? Trà xanh hả? Nước trà xanh. Nhi thích uống nước trà xanh này nhất, đi đâu cũng uống trà xanh hết. Trai Đần uống cái gì? Trai Đần với mẹ nó ở đầu kia kìa. Trai Đần uống cái gì đó? Trai Đần. Trai Đần uống cái gì? Hả? Trời, strawberry hả? Strawberry and cookie. Trai Đần uống gì? Bây giờ đi tiếp đi chứ. Đi, vừa đi vừa uống đi con ơi. Trai Đần, this way. Trai Đần ơi, go. Trai Đần, đi. Mình đi từ ở trên đầu đường cái đường Burwood Road tới ở cái khu Westfield Shopping này nè, là hết cái dãy shop mà bán đồ ăn rồi mọi người. Cái con đường Burwood thì vẫn còn đi xuống dưới đây nữa nè, vẫn đi thẳng xuống dưới kia nữa, nhưng mà tới ngay cái shopping này thì là cái khúc này là vui nhất đó. Cái khúc ở trên này đổ lên trên này nè là quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, những cái quán bán đồ ăn đường phố rất là nhiều. Đó, nhà mình đi dọc xuống bên này rồi bây giờ tí nữa đi băng qua bên kia đường rồi đi ngược lên lại nha mọi người. Bây giờ mình đi lên cái hướng trên này nữa đi. Nhiều món ăn đường phố này. Đây là những món ăn của người Trung Đông này, giống như mà bán kibbeh đó mọi người.
đi. Đây có nhà hàng Thái nữa nè, Thái Pun nè. Hàng kem nè, hàng này bán kem nè, bán đồ ngọt nè. Đó, hàng kem nè mọi người. Nguyên một dàn kem luôn. Đi. Nhà hàng nào cũng đông người hết đó mọi người. Lẩu tự chọn đó gì? Nhà hàng này ăn lẩu tự chọn. Có phải anh chọn cho người ta nấu. Vào tiệm này bán bánh nè. Bán bánh nè. Wow, tiệm này bán bánh ngọt nè. Nó có bánh rồi nó mà không thèm uống nước nữa. Bánh cũng matcha. Nấu cũng matcha. This is garlic bread. It's called a golden garlic bread. Tới cái con đường này thì ai mà thích ăn vặt thì là rất là nhiều đồ ăn vặt mọi người ơi. Đồ ăn đường phố á mọi người. Đòi mua đồ chơi nữa nè. Đi. À, đây là ga xe lửa bơ gụt nè mọi người. Trạm xe lửa nếu mà mọi người không có lái xe thì đi tới ga bơ gụt này bước ra cái là ngay cái con đường chính là bơ gụt road này luôn á. Đó đây, ra xe lửa đây. Thank you.
bên kia đường là cái pub để uống bia đẹp không mọi người. Nãy giờ nhà mình đi dọc xuống với phía bên này, đi xuống với bên này và đi lên, đi dọc bên kia để ghi lại một ít hình ảnh chia sẻ với mọi người. Bây giờ nhà mình sẽ ghé vào ở ngay cái giữa đường Burwood Road này nè, người ta có một cái con hẻm ghi là Burwood Chinatown. Bây giờ nhà mình sẽ đi vào cái con hẻm này để coi người ta có những cái tiệm bán đồ ăn đường phố như thế nào nha mọi người. Mọi người thấy ở đây người ta ghi vào Burwood Chinatown nè, thấy không? Có cái cổng đi vào. Đó, trong cái hẻm này người ta đã trang trí như là một cái phố tàu nhỏ nhỏ mọi người. Đây mọi người thấy trên. Hai bên đi vào con hẻm thì hai bên bán đồ ăn này, bên này đó, những cái quán tiệm bán đồ ăn đường phố rất là đông. Đây, đi vào đây coi thử người ta có bán cái gì nè. Đó, đây có tiệm bán bánh ngọt nè mọi người. Có hình Doraemon nè. Con hẻm nhỏ thôi nhưng mà bán đủ đồ ăn hết đó mọi người. Đây có nhà hàng Việt Nam nè, street food Gia Hội, bún bò Huế Gia Hội. À, cái này mới mở. Đi vào đây cái hẻm nhỏ nên toàn bán đồ ăn nên nghe mùi thơm quá mọi người ơi. Đi đi Jason, Jason ơi. Đi thẳng ra đằng sau cái con hẻm này luôn. Hàng này bán cá viên chiên nè. Tiệm này bán dim sum mà đủ các loại, vừa hấp và vừa chiên luôn nè mọi người. Ai muốn ăn đồ dim sum nước dim sum này người ta chiên trên cái bếp này thì có thể mua ở đây. Thank you.
Nó mình đi từ đầu con hẻm bây giờ đi cuối tới cuối cái con hẻm rồi này. Ở phía sau này cũng còn rất là nhiều nhà hàng đằng sau này nữa. Nhiều đồ ăn quá ha Nhi. Bao la luôn. Đó, lúc mà đi xuống cuối con hẻm thì mọi người có thể đi ra đằng sau này, người ta có một cái khu vườn rất là đẹp này. Đó. Có một khu vườn người ta trang trí rất là đẹp. Thì ai mà mua đồ ăn ở trong cái hẻm đó xong rồi đi ra đây ngồi, có thể ngồi đây ăn được. Bây giờ mình đi vào đây quay cho mọi người coi. Đó, có từng cái không gian rất là đẹp. Này là Burwood Chinatown. Khu vườn đẹp không mọi người? Có từng cái góc để mình check in rất là đẹp. Trang trí những cái mô hình Transformer đằng sau này nè, trong cái khu vườn này á. Cái khu vườn này là người ta làm ra để chung luôn cho tất cả những cái quán ăn ở trong kia. Trong cái con hẻm hồi nãy mình đi ngang á, thì ai mua đồ ăn trong đó đều có thể ra đây ngồi để ăn nha mọi người. Ở đây tới đây mọi người có thể mang theo cái ổ khóa để tới đây để bấm vào cái chỗ cái trái tim này mọi người. Mình đang order cái bánh kia, đang chờ người ta làm. Cái này là kêu bằng egg waffle hả? Đây là mình còn lấy à. Hãy
Ngồi đây nè. Wow, gia đình có gì bự quá. It's so big. Ngồi xuống đây đi con, ngồi xuống. Thank you. Wow. Imagine Jaden. Jaden, turn around, wait a second. Turn around. Imagine that bây giờ mấy đứa nhỏ mình lại đòi ăn cái bánh cái này pancake hay nhỉ? Yeah, bánh pancake đúng không? Bây giờ mẹ Trang đang xếp hàng để mua. Lại thêm một món nữa, pancake hả? Cái đó sashimi pancake. Đó, đi một vòng rồi bây giờ lại quay lại cái chỗ tiệm bán thịt xiên này nè mọi người. Trang với Nhi đứng đằng kia để đang order. Đó, người ta chiên và xong rồi người ta nướng trên bếp than như này nè mọi người. Thấy như có gân bò hay sao ấy. Cái đầu tiên là như gân bò. Mua xiên à, thịt lem, thịt lem đúng không? Cái này thịt cừu quá, thịt bò. Mì ăn đi. Cay quá hả? Chứ là nó không ăn được à? Cay quá. Nó là gì? Chị Đần không ăn hả chị Đần? Chị Đần ơi. Cay quá. Ông gia đình không có thích cái vị này. Nãy giờ ăn bao nhiêu thứ chắc là no rồi. Pancake hả? Làm bằng bột chứ? Có nhân gì á? Nhân rau. Ôi trời ơi, trời ơi, trời.
cái thịt xiên này, thịt lem ở cái tiệm này, thịt trù quá mọi người, người ta làm cay quá mấy đứa nhỏ nó không ăn được. Con làm sao? Ngon không Nhi? Ok. Ăn nãy giờ nhiều thứ quá rồi. Rồi ăn hết cái đó đi, ngồi đây ngắm cảnh người đi qua lại một tí rồi đi về. Gần 10 giờ rồi mà cũng còn đông người quá mà mọi người. Yeah, giờ này thì những bạn thanh niên bây giờ mới đi ăn. Ok mọi người, nãy giờ nhà mình cũng đi một vòng ở cái khu phố Burwood này rồi. Thì nãy giờ đi vòng vòng thì mấy đứa nhỏ nhà mình nó cũng đòi ăn lun ta lên tin rồi. Bây giờ đứa nào cũng no với nhau hết rồi. Vậy thì nhà mình xin kết thúc cái video này ở đây nha mọi người. Và hy vọng là mọi người biết thêm được một cái khu phố ở cái thành phố Sydney này. Thì ở đây là coi như là cái phố tàu thứ hai ở thành phố Sydney này đó mọi người. Và bây giờ nhà mình xin tạm biệt mọi người ở đây nha. Và hẹn gặp mọi người video lần sau. Bye mọi người. Thank you, bye mọi người nha. Bye mọi người. Bye. Jason. Bye bye. Bye.